Chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review xin giới thiệu với các bạn về một con robot. Con này mình làm ứng dụng của nó là khi mà mình chiếu đèn pin vào cái con xe này thì nó sẽ chạy. Đấy, đây là khung. Khung Mika mình đã cắt này. Mình cần hai cái động cơ DC. Dây điện này. Office này. Cái xe này. Pin này. Pin thì mình dùng pin con thỏ, 3 viên và quan trọng nhất là hai module cảm biến ánh sáng có relay. Ở đây thì relay mình đang sử dụng là relay 5V. Ok, bây giờ mình bắt đầu kết nối, lắp cái bánh xe này vào trước. Đây thì khung Mika mình đã cắt sẵn rồi. Ok, sau đó khi đã gắn được động cơ thì mình bắt đầu gắn cái module này. Đây là module cảm biến ánh sáng cộng relay. Sau khi lắp được hai cái module delay bên ánh sáng cộng delay vào thì mình được như này. Tiếp đến là mình lắp bánh xe này vào. Đấy. Đấy. Đây motor có ký hiệu là dương âm này. Đấy, đỏ này. Không ký hiệu thì là âm, còn ký hiệu đó là dương. Đây cũng thế. Thì lát nữa mình sẽ chú ý về cái cách đấu chiều của động cơ để nó cùng tiến hoặc cùng lùi. Đây, dây điện này. Bây giờ mình sẽ hàn cái dây dương này. Cái dương của động cơ này. Để cùng một cặp dây thì bên này dương thì bên này phải âm, để khi mà lát nữa mình đấu nó sẽ chạy cùng chiều. Nếu như mà mình đấu dương với dương hết thì nó sẽ bị sai chiều, một con tiến một lùi. Rồi. Tiếp đến là mình cần một cái dây màu vàng. Dây màu vàng tiếp này. Ok. Thì bây giờ mình sẽ quy định dương nhé. Thì ở đây mình sẽ lắp động cơ là âm chung để nó chạy tiến cùng tiến. Các bạn lưu ý là âm chung nhé. Đấy. Âm chung. Âm này thì mình được cấp vào nguồn luôn. Pin thì mình lắp vào đây.
kéo nến nhé, bắn vào. Rồi, ok. Tiếp đến là cái dây của động cơ 1 thì mình sẽ lắp vào chân. Ở đây có NO và NC. Thì NC là chân thường đóng, còn NO là chân thường mở. Thì các bạn đấu cái dây dương của cái động cơ 1 vào chân NO. Dương của động cơ 2 mình cũng đóng vào NO. Chân com thì mình đấu vào VCC của pin. Thế này thế mình đấu dương vào. Ok. Dương này. Đây là dương nha. Nó sẽ có VCC ở đây. Bạn đấu dương vào. Dương vào dương. Để cấp nguồn nuôi cho một đường cảm ánh sáng. Còn hai dây âm của cái này. Đây là âm của module này, các bạn cấp chung được. Đấu cấp nguồn cho hai cái mô đun cảm biến ánh sáng cộng dưới lây. Thế đến là bật nguồn. Đấy. Và tăng thức. Ở đây mình đang để ánh sáng có đèn nên nó sẽ thực hiện chạy luôn. Nếu như mà các bạn muốn thay đổi về ngày đêm thì các bạn có thể thay đổi cái biến trở này. Đấy. Đấy. Thì nó sẽ không chạy này. Bây giờ mình sẽ làm ứng dụng là khi mà có ánh sáng thì động cơ sẽ quay. Đấy. Đấy. Động cơ ngừng quay, động cơ quay, đấy. Che quang trở này, đấy. Dừng động cơ, ok, bây giờ mình sẽ đi test ứng dụng nhé. Rồi, bây giờ, đấy. Rồi, quay lại xem nào.